Matthew đoạn 20 Vả nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tản sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba người chủ lại ra. Thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho họ liền đi ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín người chủ lại ra cũng làm như vậy ước chừng giờ thứ mười một chủ lại ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết họ trả lời rằng vì không ai mướn chúng tôi người chủ nói với họ rằng các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta đến tối Chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ Khởi từ người rốt cho đến người đầu Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến Lãnh mỗi người được một đơn nhiê. Rồi tới phiên những người đầu đến tưởng lãnh được nhiều hơn Xong họ cũng lãnh mỗi người một đơn nhiê. Khi lãnh rồi làm bầm cùng chủ nhà mà rằng Những người rốt ấy chỉ là một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Xong chủ trả lời cho một người trong bọn rằng, Bạn ơi, ta không xử tệ với người đâu. Người há chẳng đã định với ta một đơn yê e sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho cải rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu. Và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ dọc đường, Ngài phán cùng họ rằng, Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ, luận giết ngài. Họ sẽ nộp ngài cho dân ngoại hầu để nhạo bán, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, ngài sẽ sống lại. Bây giờ có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu lại ngài đang hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, Ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây một đứa ngồi bên hữu ngài, một đứa bên tả ở trong nước ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được. Ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em nếu chúa giêsu gọi đến mà phán rằng các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà cai trị dân trong các ngươi thì không như vậy trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đã khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho, thì có một đoàn dẫn đông theo ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Giêsu đi qua đó thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi chúng rầy hai người ấy biểu nín đi nhưng họ kêu lớn hơn nữa lại rằng lại chúa con cháu vua david xin thương xót chúng tôi đức chúa giêsu dừng lại gọi hai người mù đến mà phán rằng các ngươi muốn ta làm chi cho họ thưa rằng lại chúa xin cho mắt chúng tôi được mở ra đức chúa giêsu động lòng thương xót đang rờ đến mắt họ tức thì hai người thấy được và đi theo ngài